Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine trưa thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023. Dấu chỉ cho một năm đầy bất ổn phía trước cho quân xâm lược Nga, quan chức Ukraine lộ kế hoạch đổ bộ vào Crimea bằng cả đường bộ lẫn đường biển. Trong một diễn biến liên quan, Nga được cho là đang đẩy mạnh xúc tiến điều tra vụ tàu đổ bộ Novo bị phá hủy gần đây. Các chỉ huy phòng không ở Crimea đối diện án phạt nặng. Liên quan đến nghi vấn liệu F-16 đã xuất hiện tại Ukraine hay chưa, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine vừa kêu gọi báo chí Ukraine và các tài khoản mạng xã hội không phổ biến những giả định gây sốc về sự hiện diện của tiêm kích này ở Ukraine. Hóa ra chiến sự không bế tắc như chúng ta vẫn tưởng tượng. Tướng Tanovsky cho rằng quân đội Ukraine đã tạo ra được một số bước đà và có thể kết thúc chiến sự cũng như giải phóng vùng lãnh thổ vào năm tới, năm 2024. Trong một diễn biến liên quan, tiếp bước các tư lệnh Anh và Đức, tổng tư lệnh quân đội Hà Lan kêu gọi chuẩn bị chiến tranh với Nga. cuối cùng là tội ác chiến tranh của Nga, chiến sự khốc liệt đẩy hàng trăm nghìn người chìm trong bóng tối giữa đồng giá. thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mulefa xin được kính chào và rất cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga Ukraina 24 giờ qua trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến việc gia tăng tần suất các vụ tấn công của Ukraine vào Crimea bị chiếm đóng những ngày gần đây, được biết, mặc dù có 3 tuyến đường bộ riêng biệt tới bán đảo, nhưng việc giành lại Crimea của lực lượng vũ trang Ukraine UAF cũng sẽ liên quan đến biển IZ phó chỉ huy của một trong những tiểu đoàn tấn công riêng biệt của Ukraine tiết lộ. Có 3 tuyến đường bộ đến Crimea, Kalanchak, Chonga, Chaplinka, ông Gerdanov nói về Crimea. Một mặt, điều này tương đối thuận tiện cho người Nga bố trí phòng thủ vì diện tích bán đảo không rộng lắm. Mặt khác, họ phải đối mặt với những khó khăn nhất định trong việc tiếp tế cho Crimea vì về mặt hậu cần, Crimea rất khó khăn, vị phó chỉ huy Ukraine nhấn mạnh. Ông Kodanov nói thêm rằng, việc Ukraine tiếp cận Crimea sẽ không chỉ thông qua hành lang trên bộ mà còn từ đường biển. Biển Đen và Azov sẽ được sử dụng để chiếm lại Crimea, tức là lực lượng phòng vệ sẽ tiến vào Crimea cùng một lúc, ông Kodanov nhấn mạnh trên thực tế địa hình của bán đảo vốn làm các cuộc đổ bộ quân sự vào crimea trở nên phức tạp hơn ông kodanov cho biết người nga cũng đang rải mìn rất nhiều trong khu vực và mỗi bãi mìn đều rất khác biệt với nhau tích cực rải mìn họ chôn cực sâu nên thậm chí không thể xác định được chúng bằng hình ảnh nhiệt vị chỉ huy ukraine tiết lộ tuy nhiên kodanov nhấn mạnh việc nga kiểm soát lãnh thổ ukraine bắt đầu từ crimea và sẽ kết thúc ở crimea Tiểu đoàn của ông hiện đang được thành lập ở miền nam Ukraine và đặc biệt tập trung vào hướng Crimea. Người nga đang hoảng loạn và đào chiến hào dọc gần như toàn bộ bờ biển của bán đảo Crimea, như đã chứng minh trong các hình ảnh vệ tinh. Tamila Taseva, đại diện của ông Zelensky tại Crimea, tiết lộ với radio NV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã nói rằng cuộc chiến của Ukraine chống lại nga phải kết thúc bằng việc giải phóng Crimea, giống như nó đã bắt đầu với việc Putin sắp nhập phi pháp bán đảo. Trong một diễn biến liên quan, Nga được cho là đang đẩy mạnh xúc tiến điều tra vụ tàu đổ bộ Novocherkass bị phá hủy gần đây bằng cách cử các đặc vụ tới Crimea để tìm hiểu rõ những gì đã xảy ra. Theo Defense, lực lượng kháng chiến của Ukraine ở bán đảo Crimea đã tiết lộ một loạt động thái mới của Nga ở Fedosia, Crimea sau vụ tàu đổ bộ Novocherkass bị phá hủy vào ngày 26 tháng 12. Theo báo cáo, một đội đặc vụ từ cơ quan an ninh Liên bang Nga, các đơn vị phản gián, văn phòng công tố và một ủy ban cấp sở đã được cử đến thành phố vào đêm xảy ra vụ việc để tìm hiểu rõ những gì đã xảy ra. Nhóm điều tra viên này cho thấy cần phải có nỗ lực đáng kể nhằm điều tra các tình huống xung quanh việc con tàu bị phá hủy và có khả năng xác định những người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về mục tiêu theo defense express trước đó lực lượng nga đã thực hiện các biện pháp an ninh nâng cao ở trung tâm thành phố bao gồm tăng cường kiểm tra người đi bộ có thể nhằm xác định những người cung cấp thông tin tiềm năng giám sát hoạt động của cảng và ngăn chặn rò rỉ thông tin về mức độ thiệt hại của cơ sở hạ tầng sau vụ tàu đổ bộ Novocherkass bị tấn công bằng hỏa tiễn ngoài ra các nguồn tin trong các phong trào kháng chiến của ukraine ở crimea cũng đã cùng thảo luận về tình trạng căng thẳng leo thang trong hàng ngũ nga vì vụ tấn công tàu novotchakas Họ cho rằng Tổng thống Putin đã rất tức giận trước việc mất tàu Novocherkass và đã ra lệnh thực hiện các biện pháp trừng phạt lực lượng phòng không ở Crimea. Những biện pháp này có thể bao gồm việc phân công lại các chỉ huy vào vai trò chiến đấu ở tuyến đầu như một hình thức xử lý kỷ luật. Liên quan đến vụ tấn công, kênh Telegram độc lập Astra dẫn nguồn thảo tin cho hay, thời điểm tàu đổ bộ Novocherkass trúng hỏa tiễn ở Crimea vào đêm 25 tháng 12, rạng sáng 26 tháng 12, trên tàu có 77 thủy thủ. Vụ tấn công khiến ít nhất 19 người bị thương và 33 người mất tích. Trước đó, thống đốc Crimea Sergey Aksyonov thông tin một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương, một số tòa nhà bị hư hại do vụ tấn công. Thưa quý vị, liên quan đến nghi vấn liệu F16 đã xuất hiện tại Ukraine hay chưa, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine vừa kêu gọi báo chí Ukraine và các tài khoản mạng xã hội không phổ biến những giả định gây sốc về sự hiện diện của tiêm kích này ở Ukraine. Yuri Inad, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, đã nhắc lại lời kêu gọi của ông với báo chí Ukraine và các kênh Telegram để không phổ biến thông tin không chính xác liên quan đến sự hiện diện của F-16 ở Ukraine. Tin đồn chiến đấu cơ F-16 đã có mặt ở Ukraine gần đây lan rộng trên các trang mạng xã hội như Telegram, Twitter và Facebook. Theo ông Inad, tin đồn bắt đầu lan rộng sau khi tạp chí Newsweek của Mỹ đề cập đến ý kiến của một nguồn dấu tên cho rằng Ukraine có thể đang vận hành máy bay chiến đấu của Mỹ và có khả năng sử dụng chúng để chống lại máy bay ném bom Nga. Ấn bản Newsweek của Mỹ đã xuất bản một bài báo với những suy đoán vô căn cứ gây sốc về sự hiện diện của F-16 Ukraine. Thậm chí, tạp chí này còn đề cập đến sự liên quan của F-16 trong việc phá hủy 6 máy bay Nga đây là cơ hội tuyệt vời để thông tin sai lệch lan truyền rầm rộ trên các kênh telegram của chúng tôi và các phương tiện truyền thông khác nhau vốn không quan tâm đến danh tiếng của họ vị quan chức ukraine viết Ông Enat nhấn mạnh rằng tuyên bố này hoàn toàn bị đặt và nói thêm rằng vào ngày hôm trước, ông đã tham gia 23 chương trình phát sóng trực tiếp của truyền thông Ukraine và nước ngoài để cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công hỏa tiễn của công quân vào tàu đổ bộ Novocherkass của Hải quân Nga, đồng thời bác bỏ tin đồn về một số máy bay F-16 bị phá hủy ở Ukraine. Theo Ukraine Form, ông Inat trước đó đã đề cập rằng việc máy bay F-16 hiện diện trong tương lai gần ở Ukraine là khó có thể xảy ra. Gần đây, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của Ukraine cũng phải lên tiếng phân trần rằng thông tin đang lan truyền trên mạng về một máy bay chiến đấu F-16 bị đồn là của Ukraine bị phá hủy gần Odessa là bịa đặt. Bộ tuyên bố, bức ảnh về một sự cố năm 2018 liên quan đến vụ cháy F-16 tại một căn cứ không quân của Bỉ đã được chỉnh sửa lại để minh họa cho các tuyên bố giả mạo rằng F-16 bị phá hủy gần Odessa. Tướng Ukraine tuyên bố nóng, Ukraine kết thúc chiến sự vào năm 2024. Một trong những chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Tanevsky cho rằng quân đội Ukraine nên kết thúc chiến sự và giải phóng vùng lãnh thổ vào năm tới, năm 2024. Theo tướng Tanevsky, năm tới 2024 sẽ còn khó khăn hơn đối với Ukraine so với năm 2023 này. Do đó, quân đội Ukraine nên kết thúc chiến sự và giải phóng vùng lãnh thổ vào năm tới. Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Anh, tướng Ukraine nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là càng tiến gần đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính của mình, đó là giành lại toàn bộ lãnh thổ trong biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Mặc dù những nhiệm vụ này ngày càng trở nên khó khăn do sự phản kháng ngày càng tăng của quân đội Nga. Tuy nhiên, tướng Tranovsky không nêu rõ các quân đội Ukraine sẽ khiến quân đội Nga rút về biên giới thỏa thuận vào năm 1991 bằng cách nào. Một ngày trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zelensky cho biết, năm 2024, Kyiv dự định thay đổi hoàn toàn chiến lược quân sự của mình, đồng thời tập trung vào việc bảo toàn nhân sự cho quân đội, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang. Tướng Zelensky nói thêm rằng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tìm ra cách để loại bỏ 90% các vấn đề tồn tại trong lực lượng vũ trang Ukraine. Để làm được điều này, đòi hỏi phải có giải pháp ngay lập tức. Đồng thời, ông cũng bày tỏ tin tưởng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không gặp trở ngại trong việc cung cấp vũ khí từ phương Tây. Ngoài ra, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã tuyên bố tăng sản lượng sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước. Theo một số phương tiện truyền thông phương Tây và các chuyên gia quân sự, sang năm 2024, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phòng thủ dọc toàn bộ tiền tuyến, đồng thời tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược ở hậu phương. Trong một diễn biến liên quan, Hà Lan phải tăng quy mô lực lượng vũ trang và thực hiện các biện pháp khác trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Tư lệnh quân đội nước này Trung tướng Martin Winen cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph. Ông kêu gọi noi gương Phần Lan, Thụy Điển và các nước vùng Baltic, những nước đã nhận ra mối đe dọa do nằm gần Nga và chuẩn bị cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra như một điều đương nhiên. Chúng ta không nên nghĩ rằng sự an toàn của mình được bảo đảm chỉ vì chúng ta ở cách xa 1.500 km. Chỉ có một ngôn ngữ mà Nga hiểu được, đó là ngôn ngữ của một đội quân hùng mạnh, Quy Ninh nhấn mạnh. Theo ông, Hà Lan phải có đủ phương tiện để ngăn chặn kẻ thù tiềm tàng và do đó nên tuyển mộ từ 2 đến 3 nghìn tình nguyện viên vào quân đội hàng năm. Đồng thời, Quy Nên lưu ý rằng, không chỉ quân đội mà cả dân thường cũng cần chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga. Đặc biệt, ông kêu gọi người dân trong nước tự cung cấp thực phẩm và nước uống để tồn tại trong trường hợp khẩn cấp. Vào ngày 11 tháng 12, tướng Patrick Sanders, tổng tư lệnh quân đội Anh, cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine. Ông so sánh tình hình hiện tại với năm 1933, khi đất nước và các đồng minh tranh luận về việc liệu họ có phải chiến đấu với Hitler hay không. Sự miễn cưỡng thực hiện điều này đã dẫn đến Hiệp định Munich một năm sau đó. Chính sách xoa dịu của Anh Pháp kết quả là tiệp khắc bị trao cho Đức để bị xé nát khiến một cuộc chiến tranh lớn có thể bị trì hoãn nhưng không lâu, chưa đầy một năm nó đã bùng phát. Người đứng đầu Bundeswehr, Thiếu tướng Carsten Brewer cũng kêu gọi làm quen với ý tưởng về khả năng bắt đầu một cuộc chiến phòng thủ. Theo người đứng đầu quân đội Đức, vương quốc hòa bình mà xã hội đã quen thuộc không còn tồn tại và nước này cần tái vũ trang trước sự tăng cường quân sự mạnh mẽ của Nga. Ngày 19 tháng 12, tham mưu trưởng quân đội Bỉ Đô đốc Michael Hoffman cho biết châu Âu cần gấp rút chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga. Theo ông, mục tiêu tiếp theo của Điện Kremlin có thể là các nước vùng Baltic và Moldova. Tội ác chiến tranh của Nga, hàng trăm nghìn người chìm trong bóng tối giữa đồng giá. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết gần 100.000 người ở Kazan phải sống trong cảnh không có điện sau vụ pháo kích lớn của Nga. Ở Donetsk, tâm điểm của cuộc chiến, tổng cộng 134.300 hộ gia đình tại 164 khu định cư không có điện do chiến sự. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng Ukraine, bất chấp chiến sự căng thẳng, hệ thống năng lượng của Ukraine hiện vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiều thời gian mất điện đối với người dùng, hộ gia đình hiện chưa thể xác định. Tỉnh Kherson, ước tính 93.700 người tiêu dùng hiện không có điện sau vụ pháo kích lớn của Nga vào thành phố Kherson. Một khu định cư gần đó cũng bị tấn công, khiến 1.700 dân thường khác cũng phải sống trong bóng tối. Ngoài ra, 46 khu định cư khác trong tỉnh Kherson cùng tên hiện không có điện, ảnh hưởng đến thêm 28.200 người tiêu dùng. Tỉnh Donetsk Ước tính 74 khu định cư ở Donetsk bị mất điện do chiến sự, trong khi thời tiết xấu khiến 14 khu định cư khác bị mất điện, ảnh hưởng đến 45.400 người tiêu dùng. Tổng cộng, 134.300 hộ gia đình ở 164 khu định cư ở Donetsk không có điện do chiến sự. Điện chỉ được khôi phục cho khoảng 43.600 dân thường mất điện do thời tiết xấu trong 24 giờ qua. Trong khi đó, nguồn cung cấp khí đốt mới chỉ được khôi phục cho gần 100 cái đàn. Tỉnh Kharkiv, tổng cộng 16.000 hộ gia đình không có điện do chiến sự, trong khi 34 hộ gia đình mất điện vì thời tiết xấu. Một đường ống dẫn khí áp suất thấp đã bị hư hại do pháo kích, nhưng sự cố rò rỉ ga đã được khắc phục. Tỉnh Dnipropetrovsk, thời tiết xấu đã khiến 4 khu định cư không có điện, trong khi 13.500 người tiêu dùng bị mất điện vì lý do chiến sự, 12.800 hộ gia đình đã được cấp điện trở lại. Ngoài ra 39 hộ dân cũng được cấp khí đốt trở lại. Tỉnh Zaporizhia, 5.600 hộ gia đình ở 63 khu định cư hiện vẫn không có điện do chiến sự ác liệt. Ngoài ra 15 hộ gia đình không có điện vì lý do kỹ thuật. Tỉnh Sumi, 2.100 hộ gia đình tại 64 khu định cư ở tỉnh này bị mất điện do giao tranh dữ dội. Tỉnh Chernihiv, 1.700 hộ gia đình ở 23 khu định cư bị mất điện do chiến sự. Tính đến 9 giờ ngày 27 tháng 12, có 791 hộ dân tại hai khu dân cư bị mất điện do thời tiết xấu. Dự báo gió giật lên tới 20 mét trên dây có thể làm phức tạp hoạt động khôi phục và làm gián đoạn hoạt động giao thông trên một số tuyến đường cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến cuối chương trình bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây và rất mong quý vị hãy bấm vào nút like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo